thí nghiệm cho trẻ. Tập 4: quả bóng bàn lơ lửng. Dụng cụ cần có: ống hút chữ L, một quả bóng bàn. Sau đây là các bước thực hiện. Bước 1: bẻ ống hút thành hình chữ L. Bước 2: đặt phần ống dài hơn trong miệng. Bước 3: giữ quả bóng bàn phía trên miệng ống phía còn lại, sau đó thổi và quan sát quả bóng sẽ lơ lửng. Thành công rồi. Link mua sách ở dưới phần bình luận nhé.